Chào mừng bạn quay trở lại với khóa học đồ uống cà phê của Pha Chế Online. Bài học hôm nay là đen đá và nâu đá. Điểm mạnh của đồ uống đen và nâu tôi đã chia sẻ cho bạn ở bài 4, đó là lãi ít nhất 82% giá bán, pha chế đơn giản, lượng khách hàng sử dụng cực đông. Những đối tượng khách hàng thường xuyên uống đen hoặc nâu có thông tin như thế nào, tôi sẽ chia sẻ cho bạn vào cuối video. Tôi là Đỗ Duy, tôi là người đồng sáng lập ra Pha Chế Online. Đầu tiên, đây là nơi các chủ cửa hàng được học những công thức đồ uống, cốt nhỏ, lãi to. Đen đá và nâu đá. Bước 1, tạo bọt cà phê. Đầu tiên, rót 50ml cà phê vào cốc. Tiếp theo, sục bọt. Xong. Cốc phù hợp nhất cho đen và nâu đá là cốc thủy tinh 200ml. Bước 2, làm lạnh, cho 2 viên đá to vào cốc. Bước 3, phục vụ. Phục vụ đi kèm một chiếc thìa bé, một cốc nước lọc với đen đá là một chén đường, với nâu đá là một chén sữa đặc. Công thức rút gọn của đen và nâu đá. Đen và nâu đá có các bước làm rút gọn là: Bước 1, tạo bọt cà phê. Rót 50ml cà phê vào cốc, sục bọt. Bước 2, làm lạnh, cho 2 viên đá to vào cốc. Bước 3, phục vụ. Phục vụ kèm thìa bé, cốc nước lọc với đen đá, chén đường nước 20ml, với nâu đá, chén sữa đặc 20ml. Khách hàng thường xuyên dùng đen và nâu có độ tuổi là 25 cho đến 60, giới tính nam, nghề nghiệp văn phòng hoặc người làm việc không có địa điểm cố định, chuyên làm việc tại quán cà phê vào khoảng thời gian 7:30 đến 10:30 và 13:00 đến 16:00. Vậy những khách hàng này sẽ dành ra bao nhiêu tiền cho mỗi lần đi uống cà phê? Hãy cùng xem giá bán và giá cốt của đồ uống đen và nâu. Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong đồ uống nâu và đen. Đã đến lúc chia tay rồi, nên có thắc mắc gì hãy ghi xuống phía dưới nhé. Tôi sẽ đợi bạn ở bài học Bạc Xỉu.